Sáng ngày 31 tháng 3, cơ quan chức năng cho biết đã tìm thấy người phụ nữ có biệt danh trên mạng xã hội là Bella cùng chiếc xe máy của anh Nguyễn Việt Anh, ngụ xóm 13, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bella đi nhầm xe được tìm thấy khi đang điều khiển xe máy của anh trên địa bàn xã Phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Trước đó, ngày 29 tháng 3, người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội có biệt danh Bella xuất hiện ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Chiều ngày 29 tháng 3, gia đình anh Việt Anh phát hiện xe máy của anh không cánh mà bay. Trích xuất camera cho thấy Bella đã lấy xe máy của anh. Chị Bella này cũng để lại gần nhà anh Việt Anh chiếc xe máy cũ cùng nhiều đồ dùng treo trên xe như chổi, áo mưa, phích nước. Anh Việt Anh đã trình báo cơ quan công an và lên mạng xã hội đăng tải thông tin tìm chiếc xe máy. Công an xã Quỳnh Thạch sau khi tiếp nhận trình báo đã có thông báo tìm người phụ nữ có biệt danh trên mạng xã hội là Bella để xác minh một số thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn. Đến chiều tối ngày 30 tháng 3, người dân tỉnh Thanh Hóa phát hiện chị Bella đang điều khiển xe máy của anh Việt Anh trên đường thị xã Nghi Sơn nên đã báo với công an và gia đình anh Việt Anh. Sau đó, người phụ nữ này được đưa về phường Ninh Hải để làm việc. Hiện công an xã Quỳnh Thạch và công an phường Ninh Hải đang tiếp tục làm rõ hành vi của người phụ nữ nêu trên.